triệu và 25 triệu các bác sẽ sở hữu hay ngay hai cái tủ này. Vâng, với giá thành 30 triệu và 25 triệu thì anh Trọng hôm nay giới thiệu cho các bác là chiếc mẫu 30 triệu là chiếc nào nhỉ? Chiếc đây. À, chiếc Gogu có kích thước bao nhiêu nhỉ? 1m17 nhân 2m37. Vâng, 1m27 và cao 2m37 các bác ạ. Đấy, toàn bộ phần cánh đục tay đục CNC đấy anh. Tay. Đấy, toàn bộ là hàng đục tay rất chi là VIP luôn anh em nhá. Hàng cực kỳ là dày dặn. Còn chiếc bên cạnh là gỗ gì đây? Đây là gỗ hương. Gỗ hương giá thành là bao tiền ơi? 25 triệu. 25 triệu các bác sở hữu ngay một chiếc tủ rượu bằng gỗ hương đá đục trúc, kích thước ngang 1m2 và cao 2m07. Đục trúc các bác nhá. Tất cả bên trong là đều được làm kệ rích rắc để bày đồ sành sứ, đồ gốm hay là rượu, rất chi là phù hợp các bác nhá. Thông tin chi tiết các sản phẩm này bây giờ xin mời quý khách cùng theo chân Đồ Gỗ Thành Luân đi vào đường nét chi tiết của các sản phẩm trên. Vâng, trước tiên là chiếc tủ rượu bằng gỗ gụ. Trước tiên là chiếc tủ rượu bằng gỗ gụ các bác nhá. Gỗ gụ. Đây, kích thước ngang 1m27 và cao 2m37. Đấy, và sâu 43 phân với giá thành 30 triệu. Tất cả phần cánh này của chúng tôi là làm giấy 3 phân rưỡi đục thủ công bằng tay. Đục thủ công bằng tay kể cả phần dạ yếm và chân. Chân đều đục bông hoa hồng, hàng rất chi là dày dặn và siêu VIP luôn các bác nhá. Các bác đừng bỏ lỡ video clip này, chúng tôi sẽ review chi tiết hơn. Đấy, mẫu này là mẫu hoa lá tây. Tất cả các phần trương này là đều làm mẫu hoa lá tây này. Về phần cánh chúng tôi có làm khóa nha các bác nhá. Đấy, làm khóa và khung cánh này dày 4 phân các bác ạ. Dày 4 phân sau này sẽ làm lồng kính và trong này sẽ là đợt kính rích rắc. Đợt kính rích rắc chúng ta để rất thuận tiện cho việc bày các đồ trang trí, bày rượu, bày đồ cổ, đồ sành sứ các bác nhá. Đấy, siêu phẩm này của cơ sở Thành Luân chúng tôi. Đấy, tầng dưới này là đục cánh đục thủ công bằng tay. Đấy, rất chi là VIP luôn. Đấy, giá thành 30 triệu chúng tôi báo giá công khai cho các bác. Và phía bên cạnh là chiếc tủ rượu bằng chất liệu gỗ hương đá, kích thước ngang 1m2, đục trúc này. Đục trúc này là chúng ta nhìn từ dưới lên trên này, quý khách có thể thấy đây. Cái tủ rượu này thì nó sẽ thông thoáng hơn, sẽ bày được nhiều đồ hơn. Đấy, dành cho các bác nào bày nhiều đồ gốm sứ hay là đồ cổ để vào đây rất chi hợp lý, hay là rượu tây, rượu vang, rượu ta, rất chi là đẹp các bác ạ. Với giá thành 25 triệu chiếc gỗ hương đá và gỗ gụ kia thì là 30 triệu các bác sở hữu ngay. Đấy, mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ ngay với cơ sở Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi ghim ở góc trái phía dưới màn hình. Và phía này là đội ngũ thợ chúng tôi đang tấp lập hoàn thiện các sản phẩm để chuẩn bị kịp tiến độ đi bàn giao cho khách hàng các bác ạ. Vâng, thay mặt cơ sở Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và xin trân trọng cảm ơn quý khách đừng quên follow đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân để liên tục nhận thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Xin trân trọng cảm ơn.